Thương hiệu thời trang Le Soleil và Hoàng gia Pearl vừa ra mắt bộ sưu tập thời trang dạ hội cao cấp đính ngọc trai Royal Pearl Collection of Le Soleil. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến mới của Le Soleil trong nỗ lực mang đến cho khách hàng những mẫu thiết kế duyên dáng đẳng cấp, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Được lấy cảm hứng từ bức tranh Sự ra đời của thần vệ nữ The Birth of Venus của danh họa nổi tiếng người Ý Sandro Botticelli thời phục hưng năm 1485, ý tưởng kết hợp với gần 6.000 hạt ngọc trai thật trong thiết kế đã làm nổi bật màu sắc và kiểu dáng cho các mẫu thiết kế. Ngoài việc tham dự triển lãm Apparel Sourcing Paris 2016 và hội chợ triển lãm trang sức quốc tế 2016, bộ sưu tập Royal Pearl Collection of Le Soleil còn được nhận danh hiệu kỷ lục Việt Nam về bộ sưu tập thời trang dạ hội đính ngọc trai thật nhiều nhất Việt Nam.